Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe gồm 2 ý chính. Đức Giêsu nói về sứ mạng của Ngài khi được gửi xuống trần. Thầy đến đem lửa xuống trần gian và thầy muốn sao lửa đó được cháy lên. Đồng thời, Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn theo Chúa phải lựa chọn dứt khoát. Các con tưởng rằng thầy đến để đem sự bình an. Không, thầy đến để đem sự chia rẽ. Lửa Đức Giêsu đem đến trần gian là thứ lửa nào? Theo hầu hết các nhà chú giải thánh kinh, thì lửa mà Luca muốn nói ở đây chính là ngọn lửa của thần khí. Lửa đã được ban xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, với sức mạnh và tình yêu Thiên Chúa, để biến con người của các tông đồ và những người tin Chúa thành những khí cụ rao giảng tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người. Chúa mong lửa đó được bùng cháy lên. Ngày kia, tại một làng nhỏ ở miền Nam Trung Quốc, một em bé gái tiều tụy, đói rách và mang bệnh phong hủi bị dân làng dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi ra khỏi nơi chung nhau cắt rốn của em. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông ra ẵm em bé trên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và những viên gạch đá ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em. Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét: "Phong hủi, phong hủi!" Với những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má. Lần này là những giọt nước mắt vui mừng, chứ không phải là những giọt lệ sầu đau. Em bé hỏi vị cứu tinh của mình: "Tại sao ông lại lo lắng cho con?" Nhà truyền giáo đáp: "Vì ông trời đã tạo dựng nên cả hai chúng ta, và cũng vì thế em sẽ là em bé gái của ta, và ta sẽ là người anh lớn của em bé." Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi: "Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn sự cứu giúp của ông?" Nhà truyền giáo mỉm cười đáp: "Con hãy trao tặng cho những người khác tình yêu của con, càng nhiều càng tốt." Kể từ ngày ấy cho đến 3 năm sau, khi em bé gái tắt hơi thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương cho những bệnh nhân khác, ân cần đút cơm cho họ. Nhất là em luôn tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong trại. Lúc từ giã cõi đời, em bé chỉ mới tròn 11 tuổi. Các bệnh nhân đã từng chung sống với em khéo léo với nhau. Bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời. Đức Giêsu nói: "Thầy đến để đem sự chia rẽ." Với tư cách là sứ giả của bình an, Chúa Giêsu không đến để chia rẽ hay làm xáo trộn. Tuy nhiên, Ngài đã trở thành cớ cho nhiều xáo trộn và chia rẽ xảy ra. Âu
Odette, một cô gái xinh đẹp sinh ra trong một gia đình quý tộc nước Bỉ. Năm 17 tuổi, cô quyết định đi tu. Nhưng chỉ vài ngày sau khi lãnh áo dòng, cha mẹ cô đến bắt trở về. Từ lâu, ông bà đã có ý gả cô cho lãnh chúa Simon thuộc lâu đài gần đó. Vốn biết cô con gái cưng không muốn lập gia đình, nên cha mẹ cô đã âm thầm chuẩn bị hôn lễ. Các thiệp mời đều được kín đáo gửi đi, và sự chuẩn bị đều giữ bí mật cho đến giờ chót. Một buổi sáng đẹp trời, cô thức giấc vì sự ồn ào lạ thường của lâu đài. Vén màn nhìn qua cửa sổ, cô ngạc nhiên thấy xe hoa lộng lẫy đang tiến vào khuôn viên trước lâu đài. Hỏi han đầy tớ gái, cô mới biết người ta đang chuẩn bị lễ cưới cho cô. Kế đó, các người hầu vào phòng trang điểm và mặc áo cưới cho cô. Họ đưa cô xuống nhà nguyện tư của lâu đài. Nơi đây có đông đủ quan khách, hàng giám mục của vùng và linh mục tuyên úy lâu đài đã nghiêm chỉnh chờ sẵn. Nghi lễ đến phần giao ước, vị chủ tế hỏi cô có ưng nhận Simon làm chồng theo luật giáo hội không. Cô dõng dạc tuyên bố: "Con không nhận lãnh chúa Simon cũng như bất cứ người nào làm chồng, bởi vì tình yêu và đức tin của con đã hiến dâng cho Chúa Kitô từ lâu rồi. Vì thế, không một tình yêu nào cho dù sự hăm dọa có thể tách con khỏi tình yêu Chúa Kitô là bạn trăm năm duy nhất của đời con." Sáng hôm sau, không thấy con gái xuống vườn đi dạo như thường lệ, cha cô gõ cửa đi vào phòng. Và kìa, cô đang gục đầu trên vũng máu. Ông đau đớn nhìn con và hiểu ngay ý định của cô. Vì muốn hủy hoại sắc đẹp của mình, nên cô đã dùng gươm cắt chiếc mũi xinh đẹp. Khi hồi tỉnh lại, được hỏi lý do tại sao cô làm như vậy, cô thản nhiên đáp: "Như thế sẽ không còn ai cấm con đi tu nữa." Thật vậy, khi vết thương đã lành, cô được phép nhập tu viện. 3 năm sau đó được bầu làm tu viện trưởng lúc mới 23 tuổi.